Zalo xin mến chào các bác nha. Ngày hôm nay em lại tiếp tục lên sóng cho các bác, đó là 8 chiếc đầu câm nha, đầu các xét ạ, của các thương hiệu như Technic, Victor, Pioneer, Akai và 2 chiếc âm ly của Sansui và Fisher các bác nhá. Sansui là 5000A và Fisher là 200T. Vâng ạ, đây là những cái sản phẩm mà bên em đã test và đã dọn cân chỉnh bảo dưỡng ngon lành hết rồi. Hôm nay chỉ lên sóng để phục vụ các bác thôi. Ngoài ra thì trong dịp nóng này thì em còn phục vụ các bác về những cái con quạt các bác nhá. Các dòng quạt của Nhật, Nationa, Sanier, Toshiba. Đấy, cũng có em có đăng một vài cái video ở trong video trước ạ. Bác nào mà chúng ta chưa xem được và chúng cần xem những dòng quạt giá từ 1,5 triệu, 2-3 triệu, 4-5 triệu quay trở về thì có thể xem những video trước. Em có cái phần giới thiệu về những dòng quạt các bác nhá. Vâng ạ, bây giờ thì em sẽ đi chi tiết để giới thiệu đến các bác những cái con đầu tép, đầu câm của những cái dòng Victor, Akai và rồi là Pioneer. Đây là những cái dòng nó bình dân các bác nhá. Ngày hôm nay thì giới thiệu những cái dòng bình dân thôi. Loanh quanh cũng tầm 4 triệu hơn 4 triệu đổ về. Đấy, để cho các bác sử dụng và cũng như là để chúng bác là mới tập chơi. Và có những cái dòng nó ít tiền nhưng mà nó chất âm của nó rất là hay và thiết kế rất đẹp các bác nhá. Đấy thì chúng ta cũng có thể tham khảo thêm. Đấy, những cái dòng này đây là toàn những dòng đồng hồ vu thôi, chủ yếu đồng hồ vu là nhiều. Em sẽ đi từ trên xuống dưới các bác nhé, từ trên xuống dưới. Đấy thì nó sẽ có mã này, đấy, Victor KDA5R. Đấy, dòng này thì nó là máy một chiều các bác nhé. Các bác có thể nhìn cái đồng hồ nó này, được chưa? Đồng hồ này rất đẹp nhá, sáng bóng luôn. Đấy, size những cái nào đều là size chuẩn hết, 42, 43. Đấy, nó đều là size chuẩn các bác nhé. Đấy, em máy này thì em đang bán với giá là 3.500.000 đồng các bác nhé. Bao cho các bác đầy đủ hoạt động, đầy đủ các chức năng, thu phát hoàn hảo, được chưa? Đồng hồ vu rất là lớn. Vì hôm nay rất là nhiều mặt hàng nên là em cũng sẽ không quay được cho các bác phần test âm. Và bác nào quan tâm đến sản phẩm nào thì em sẽ xin phép và gửi qua Zalo cho các bác nhé. Đấy, tất cả mặt máy rất là đẹp nhá. Đấy, mặt mũi này, góc cạnh này các bác nhá, vuông thành sắc cạnh không chầy không bể, được chưa? Đấy, Victor KDA5R 3.500.000 đồng các bác nhé. Đấy, với cái phân khúc này ấy, cũng rất là nhiều đấy các bác ạ, cũng rất là nhiều cho các bác lựa chọn. Tiếp theo là Technic M13, cũng 2 đồng hồ vuông. Đấy, em này có giá có 2,7 triệu thôi. Bác nào mà xử lý chơi được những cái dòng mà vừa tiền như này cũng được ok. Đấy, từ rất là đẹp các bác nhé, đầu từ còn rất là mới ạ. Tất cả đây là hàng bãi chưa qua sử dụng tại Việt Nam đâu các bác nhé. Đấy, hàng về là bọn em chỉ có cân chỉnh vệ sinh thôi, chưa có phải đụng chạm một cái gì cả, từ núm nút nguyên bản này, đấy chị ạ. Đấy, Technic M13 các bác nhé, 2.700.000 đồng. Đấy, tiếp theo ở đây là Pioneer, em này là CT405 đây. Con này thì hay kê với những cái dòng tại 7.800 mắc đôi, 7.800 trơn nha. Em này thì là giá là 3 triệu đồng các bác nhé. Đấy, băng em thử test này, kim vu 7 đồng hồ đây. Được chưa? Đấy. Đấy. Còn đây là em này là 3 triệu các bác nhá, CT405. Còn đây là em CT500, nó rất giống với CT8, cũng có cái cửa này như này. Đấy, ấn nút này này, nó đẩy cửa đây nhá, nút ấn này. Đấy, nó đẩy cửa. Full auto stop. Được chưa? Chạy luôn các bác nhá, kim vu 7 này. Đúng nút đẹp, mặt mũi sáng, không chảy không chóc, được chưa? Đấy. Tất cả các sản phẩm này bên em đều bảo hành cho các bác nhé. Và sẽ tặng các bác một cái cuốn băng cassette, đấy chưa? Sẽ tặng các bác một cuốn băng cassette các bác nghe thử. Đấy, được chưa? Sẽ tặng các bác một cuốn băng cassette cho bất kỳ những cái sản phẩm đầu tép các bác nhá, trong video ngày hôm nay, được chưa? Âm ly thì 5000A thì các bác biết rồi, dòng âm ly suất âm tụ. Em xin lỗi các bác là CT500 em báo giá cho các bác luôn nhá. Em này là 3,5 triệu ạ. Còn 5000A, dòng này là dòng âm ly suất âm tụ đa cầu điện rồi, các bác biết rồi, suất âm tụ 2 tụ lọc, suất âm rất là to. Dòng này thì chơi được rất nhiều dòng loa đấy ạ, và đặc biệt là đối tác của những dòng loa mắt võng mắt cáo trên thị trường đấy ạ. Và có thể chơi đa dạng các dòng loa, tức là âm sắc nó rất tốt, chơi được 3 cầu loa A, B, C đó. Ngoài ra còn A cộng B, A cộng C nữa. Đấy, check bass 3 năng volume đầy đủ, nao nớt đầy đủ. Các cổng đầu vào gồm tép A, tép B và AUX. Follow thì cũng có một cổng. Đấy, em này là vỏ gỗ, size của nó là 46cm các bác nhá, chiều ngang là 46cm vỏ gỗ. Em này là nội thất cực kỳ mới luôn, bác nào quan tâm thì em sẽ gửi riêng nội thất qua Zalo cho các bác nhá. Em này em đang bán với giá là 15 triệu đồng các bác nhá, núm nút đẹp sáng choang luôn, nội thất cũng đẹp luôn ạ. 15 triệu đồng ạ, đối tác của rất rất nhiều các dòng hoa các bác nhá.
Đấy, Sansui 5000A. Tiếp theo ở đây là em giới thiệu sang cái hàng bên này là của Victor KE25SA. 25SA các bác nhé. Đây, màu khu này. Đấy. Đấy, đầu từ cũng là từ sắt các bác nhé. Từ còn rất mới nhá. Chạy vẫn vậy luôn này. Chưa các bác. Bình dân ạ. Em này là có giá là 3.500.000 đồng các bác nhé. Victor 25SA 3.500.000 đồng ạ. Tất cả các bác nhìn cái núm nút này, cần gạt này, sáng choang nhá, không có xì ba, không có gì đâu ạ, nguyên bản đấy. Rằng này rồi em nhặt chọn nó nên nó rất là đẹp. Tiếp theo sang em Akai CSM02, đấy cũng chạy từ sắt các bác nhá, chạy đồ từ sắt hết. CSM02 được chưa? Em này là phần tua ra này. Em này là có vấn đề thì không chạy này. Này bỏ qua nhá, em sẽ kiểm tra lại em mở CSM02 các bác nhá. Nhưng em sẽ cũng báo giá cho các bác luôn. Em sẽ dọn dẹp lại cho các bác để nó chạy nhá. Con này 2 đồng hồ tia nhá. Dòng này là giá là 3 triệu các bác nhá. 3 triệu. Đấy. Đây, sang này nào, cũng M02 này. Con này là đấy chưa? Chạy luôn này. Em này chạy luôn này, 3.500.000 đồng các bác nhá. Đấy, em này là 3 triệu là hiện trạng như này các bác nhá. Còn nếu mà nó chạy thì em cũng sẽ bán bằng cái giá là 3.500.000. Đấy, chạy chưa? Tua tốt nha. Đó. Chạy ngon nha. Đấy. Cái cửa này thì cái băng này của em là em đã nhét cái giấy ở đây. Nên là nó sẽ hơi khó ra một chút. Đấy. Sẽ bỏ cái giấy đi. Bỏ giấy đi thử cho các bác này. Đấy, ra ngon luôn nha. Được. Thử là em trên là chạy vướng giấy không. Đây này, nó chạy này. Đấy, nó vướng cái giấy. Vừa bỏ cái giấy là chạy ngon rồi nha. Đó là làm test chạy rồi. Đấy, chạy ngon nha. Đấy, tổng giá 3.500.000 đồng các bác nhé. Cùng một mẫu đen, đẹp như nhau. Đấy, hai con các bác nhé. Có bác nào lấy thì báo lại. Hai con đều đẹp như nhau, bác nào chọn con nào cũng được. Sang em Tech, Tech 206 ạ. Tech 206. Đấy, cũng hai đồng hồ kim vu vậy. Được chưa? Tech 206. Em này em đang bán với giá là 3.800.000 đồng các bác nhé. 3.800.000 đồng cho em Tech A206. Đấy. Tất cả các chức năng em cũng đã test ok hết cho các bạn rồi. Tua này, stop này. Đấy, được chưa? Công tơ mét vẫn chạy bình thường nhé. Đồng hồ vu rất là to. Đấy, chạy. Chưa các bác. Tech A206 các bác nhá. 3.800.000 đồng. Và cuối cùng là Omni Fisher 200T. Dòng này là chạy sò than. À xin lỗi các bác, đây là dòng chạy sò nhôm các bác nhá. Sò nhôm, sò Mỹ ạ. Sò nhôm. Đấy, con này thì các bác chơi với những cái dòng loa như ít tiền thì chúng ta có thể chơi AR4 cũng được. Hoặc là chơi những dòng loa cổ bát tầm 20-25 thôi, có thể chơi rất là tốt. Đấy, giá của nó thì cũng loanh quanh 7.500.000. Rất là hợp lý cho các bác nhá. Những con này trên thị trường thì nó bán cũng khá là cao. Nhưng mà bên em thì cũng đưa cho cái giá tốt để các bác lựa chọn các bác nhá. Các bác có thể ghép với AR4. AR4 thì thông thường các bác ghép với dòng 250TX thì giá nó có thể nó căng quá 17-18 triệu chẳng hạn. Thì chúng ta có thể chơi cái giải pháp con 200T này nó cũng được. Nó vừa tầm tiền. Chất âm của nó thì nó cũng tất nhiên nó sẽ không bằng, nhưng mà nó cũng là 18-10 các bác nhá. Đấy. Thì tổng quan ngày hôm nay thì em cũng giới thiệu cho các bác nó là 8 chiếc đầu tiếp. Đấy. Trung bình giá thì nó có từ 2.700.000 cho đến 4 triệu gì đó. Cũng là bình dân thôi. Nhưng mà đây là những dòng đầu tiếp có chất âm khá là tốt trong cái tầm tiền. Thì em cũng lựa chọn để em phục vụ các bác với những bác nào mà có cái phân khúc cửa tiền nó vừa phải thì chúng ta có thể lựa chọn chơi những dòng này cũng khá là tốt. Thì em cũng xin được phục vụ các bác và cũng như là được chia sẻ với các bác thêm những cái
cái đồ chơi audio. Thì đây là những cái phân khúc để dành cho những bình dân và cũng như là phục vụ các bác mới chơi, hoặc là chúng ta có cái tầm tiền nó ít, thì đây cũng là một cái sự lựa chọn, và cũng như là em cũng lựa chọn để phục vụ thêm vào cái phân khúc là giá bình dân để đưa đến các bác sử dụng. Đấy, ngoài ra thì cũng có một số cái đầu tép đắt tiền 7-8 triệu trở lên thì em cũng có. Bác nào có nhu cầu ở phân khúc tầm tiền nào thì liên hệ với em sẽ tư vấn giúp các bác, được chưa? Cảm ơn các bác nhé. Chương trình em cũng xin tạm dừng tại đây. Tất cả các báo giá này em là ba không bao gồm tiền phí vận chuyển các bác nhé, và tặng các bác một cái cuốn băng cassette để cho các bác về các bác thử băng. Cảm ơn các bác rất nhiều. Em xin chào và hẹn gặp lại các bác ở trong các clip tiếp theo của Hoàng Gia Audio. Và tất cả mặt hàng này bên em đều ship toàn quốc các bác nhé, giá báo công khai và không bao gồm phí vận chuyển ạ. Xin cảm ơn các bác.